Hello anh em, chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh youtube của Đạt à, Còn vài ngày nữa là Tết rồi anh em Hôm nay là ngày 22 âm lịch rồi Ngày mai là 23 là đưa ông tảo về trời rồi Và có lẽ đây là chiếc xe cuối cùng Mình lên sóng và bán cho anh em Trong năm này nha à, Đây là một chiếc xe Bán rất là chạy anh em à, Chạy đối với xe cũ thôi Còn chuyện xe mới người ta khen người ta chê như thế nào Hoặc là để bỏ mẫu chuyển qua mẫu mới Thì cái đó mình không quan tâm Nhưng mà đối với một chiếc xe cũ Ở phân khúc bảy chỗ giá rẻ, à, form dáng đẹp thì rất là nhiều anh em thích chiếc xe này và đây là một chiếc xe rất là đẹp nha anh em, một chiếc xe rất mới đời rất cao luôn, Toyota Rush 2021, xe sơn dinh 100%, đi có 15.000 cây chuẩn thôi, cực kỳ mới luôn, xe màu trắng biển tĩnh nha anh em và hiện tại chiếc xe này mình đang chào bán với mức giá là 618 triệu và cũng nói luôn với anh em là xe này khi mà mình mua thì chủ xe họ bắt bên mình phải cam kết là khi mà rao bán là bắt buộc phải che biển số cho nên là anh em nào nghi ngờ mình mua bán mập mờ hay là như thế nào đó thì cứ inbox Zalo 0931 22669 bên mình sẽ gửi đầy đủ cà vẹt xe sổ đăng kiểm lịch sử hãng tất cả các mọi thứ gửi qua cho anh em coi luôn cái này là mình tôn trọng chủ xe ha ví dụ như khi anh em bán xe cho mình anh em yêu cầu đạt ơi xe này anh không muốn là hàng xóm người ta đồn thổi là à, anh làm ăn đổ bể hay là gì đó hoặc là những cái vấn đề gì đó thì à, em khi mà đăng bán thì tháo biển số giúp giùm anh thì cái này mình tôn trọng chủ xe thôi còn anh em nào nghi mình mập mờ hoặc là bán xe chia biển số rất là nhiều chỗ họ bán xe họ chia biển số nhưng mà bên mình thì ít khi trừ trường hợp như chiếc xe này thì chủ xe họ yêu cầu thì bên mình làm thôi còn anh em thích biển số nào biển số này thì ở đồng nai anh em thích biển số thích giấy tờ xe muốn gửi gì gửi kẻ lịch sử hẹn thì mình sẽ gửi thẳng cho anh em qua zalo hoàn toàn thoải mái ha hoàn toàn thoải mái không vấn đề gì hết cái đó tùy yêu cầu của anh em nha còn cái này là mình tôn trọng quyết định của chủ xe đó toyota rush 2021 rất là đẹp nha yeah. và đẹp như thế nào bây giờ qua hình ảnh mình sẽ thể hiện cho anh em coi xe này sơn dinh chăm trăm nha anh em hôm trước có anh kia anh lên con youtube rất là lớn mà cái clip đó mình tìm hoài mà thấy xóa mất tiêu rồi à, anh chê chiếc xe này là rác công nghiệp <laughs> kệ nó người ta giàu thì người ta chê thôi anh em còn anh em mình xe này nó cũng là kẻ một gia tài kẻ là ước mơ của rất là nhiều người cái này thì quá mới đó đây bạn quay phim quay nhẹ cái cho mọi người coi đó nhìn vô mặt máy này nhìn vô ốc máy này đó em đi nhẹ nhẹ thôi nha bạn quay phim đi từ từ cẩn thận để mọi người coi và cảm nhận cái độ mới của chiếc xe này nha anh em mới tin ha nhìn dưới ốc của bô này còn sáng bảy màu luôn đó thấy chưa đó anh em coi từng chi tiết đề dynamo này coi thành máy này máy này là không có vệ sinh không có sờ ba không có xịt dầu bóng gì hết nha anh em cái này ngày hôm qua thì mình chỉ cho nhân viên rửa nước thôi đó em nhìn từng cái chấm nhìn từng cái con ốc này để chưa nó nhìn vô mấy cái thành đây này, này. À, đúng không? cái này không mới cái gì mới nữa đúng không anh em thấy chưa đúng bảy màu chưa con này sơn dinh trăm trăm nha anh em xe sơn dinh trăm trăm thì miễn bàn tới chuyện đâm đụng hay là ngập nước nha à, rớt thì máy nó nhỏ nó cùng phân khúc với lại expander hay là veloz thì thôi mà được cái thì xe này thì nó dẫn động cầu sâu cho nên là nhiều bác nhiều anh nhiều chú thích cái ở cái tầm này đây keo chỉ thì nguyên zin để nói là sơn zin trăm trăm rồi thì à, bàn tới chuyện keo chỉ để làm gì ha đó hôm kia mình có chiếc Xpander e dù sao rớt thì trong cái phân khúc giá rẻ thì cũng đỡ hơn cái mặt trong nắp cái bô này có sơn này bữa chiếc Xpander e là cái mặt trong hầu như họ chỉ sơn lót thôi không có sơn luôn đó à, về cảm giác lái thì cũng chia sẻ chân thành luôn con này chạy nó đuối hơn Xpander e tí nhưng mà nó cũng na né giống nhau là những cái dòng xe ở phân khúc 7 chỗ giá rẻ đây cái tấm này nó cũng mới tinh ha nhiều uh, anh chú cô chị anh uh, chị cô chú là thích cái dòng này ha lạnh bền à, form nó cũng đẹp nó giống như một chiếc SUV gì vậy đó ha đây xe 15 000 cây nha anh em sơn dinh trăm trăm nó ngắn gọn vậy thôi nha đắt vỏ 21 này đó đúng đắt vỏ chưa đó rồi anh em nhìn ốc tắc kê thấy không nhìn vô cái tăng bùa này nó còn sáng lưng Hiểu chất xe rồi đúng không ạ Đây Đánh cửa đây anh em Cái này mình quay để cho anh em mà xe coi thôi nha Có thể chốt cọc từ xe à, Nếu mà anh em mua xe này thì hiện tại bên mình công chứng mua bán rồi Qua hẹn anh em à, qua Tết rút hồ sơ nha Chứ còn hiện tại bây giờ thì không làm được nữa rồi Không kịp nữa Còn có mấy ngày nữa nghỉ Tết rồi 2021 xuất xứ Indo nha anh em Đó anh em nhìn à, Xe này thì à, nó được sản xuất bởi nhà máy Astra Daihatsu à, Xe này là xe Daihatsu À, thật ra đái Su nó là công ty con đây này anh em nhìn nè ngay cái tem này nhà sản xuất Astra Dai Su Moto ha à, nó là công ty con của Toyota xe si Dai Su ngày xưa á nếu mà cô chú lớn tuổi thì cũng biết ha mấy cái dòng Dai Su con này thực chất nó là con Dai Su Terios ha à, nhưng mà truyền thông thì ít người nhắc tới đó vỏ lớp zin nè nút đỏ còn đầy đủ hết thấy chưa Vỏ lớp thì toàn bộ là zin theo xe hết. Xe sơn zin trăm trăm, rất là đẹp ha. Đấy. Nhắc lại lần nữa nha. Anh em nào muốn coi giấy tờ xe, muốn coi biển số, muốn check gì đó thì gửi inbox Zalo nha. Đó, gầm bệ này, sơ cua chưa đất đất nha. Đó, anh em nhìn gầm bệ chưa có vệ sinh spa nha. Nay cận Tết rồi, bên dọn xe họ cũng nghỉ rồi nha. Cho nên là mình cũng chưa có làm gì hết. Đây. Phía đằng sau đây anh em ơi. Mọi thứ là mới tinh hết, ghế nỉ zin này. Em quay trần cho mọi người xem ha. À anh 618 triệu nha. Anh em nào nhanh tay thì gọi vào số 0931226669 ha, có các em nhân viên trực tư vấn gọi tất cả các thông tin qua cho anh em nha. À giá thì còn à, bất lọc lì xì cho anh em nha, chứ còn giảm nhiều thì bên mình không giảm nhiều nữa đâu. Giá xe thì đã tốt lắm rồi ha. Đó cho nên là anh em cân nhắc trước khi gọi Đỡ mất thời gian một số anh em tới trả giá không được quay qua chuỗi luôn <laughs> cuối năm rồi anh em ơi đừng sân si làm gì xe si à, mấy năm nay là năm nay là lỗ dữ lắm rồi anh em nha cứ từ giá mình công bố rồi anh em cứ trả xuống trăm triệu không à? à buôn bán kiểu này cho cái nước bán nha luôn anh em <laughs> nha cho nên là về giá cả thì tất nhiên thì có bất lọc cho anh em chứ còn mà những cái xe này mình nhập giá mới mua rẻ và mình bán rẻ cho anh em rồi nha còn à, giá thì 618 triệu thì à, gọi là bất lọc thôi à, gọi là lì xì đầu xuân may mắn thôi anh em nếu con mà cứ trả giá 100 200 triệu đâu ra <laughs> Chắc anh em mua tính mua về bán lại kiếm lời <laughs> nha làm cũng vui lắm anh em một số anh em thì mình nói vậy để anh em cân nhắc trước khi gọi nha một số anh em à, không biết là phá hay là như thế nào á cứ từ giá này trẻ xuống trăm hai trăm rồi bên mình từ chối bên mình nói rất là sợ quay qua chửi che chửi mẹ luôn nha anh em buôn bán vui lắm nhiều người buồn cười lắm cái cái mạng nó ảo người ta đâu có gặp mặt nhau đâu người ta đâu có sợ ai đâu người ta sẵn sàng xúc phạm lẫn nhau ha sẵn sàng xúc phạm lẫn nhau và sẵn sàng gọi là thói mẹ lẫn nhau nha cho nên là bên mình trả lời rất là đàng hoàng À, một số anh em thì cứ nghĩ mình có quyền lực ảo à, Chạy giá không được rồi bắt đầu bót lên Bót phốt, biết phốt cái gì nữa <laughs> Xe đẹp nha anh em à, Đăng kiểm còn tới tháng 12, 2023 Máy này đăng kiểm căng Đi mua xe thì không phải coi có đăng kiểm nha à, Xe phải dinh Đấy à, Còn xe mà đồ này đồ kia mà đăng kiểm sắp hết là cũng làm biến mua luôn anh em Đó, à, ông trước dính cái xe Nova về, về đăng kiểm chua hơi là chua <laughs> Đó, anh em nhìn ngắm lại đi Toyota Rush 1.5 số tự động 7 chỗ xe này thì hãng không còn xe mới nữa giá cũng hợp lý ha 618 triệu đó anh em nhìn đẹp không màu trắng nha xe này sơn dinh 100 2021 đi 15.000 cây nha biển tỉnh nha anh em xe đứng tên cá nhân đó đẹp không Nói chung cái dòng này thì cũng không cần nói nhiều nhiều người khen mà cũng nhiều người chê nói chung xã hội mà <laughs> bây giờ mình sẽ quay tiếp vào phần nội thất cho anh em coi nha đẹp không đó nhìn cái dáng là thấy thích rồi đúng không anh em đó bình dân ha vừa đủ không có gì gọi là à, cầu kỳ hết nhưng mà option là cũng là tương đối nha anh em option là cũng là tương đối tất nhiên nó là dòng giá rẻ thì không thể nào mà nó 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 nó, nó hoành tráng như những chiếc fortuner những chiếc innova số tự động có mức giá gần như là gấp đôi đó, nếu mà mua xe mới xe này này cũng có xài đề startup đàng hoàng đó cũng có cân bằng điện tử ha cũng có cân bằng điện tử cũng có 6 túi khí vòng quanh xe cũng có điều hòa tự động anh em thấy không cũng rất là nhiều cái cái gọi là được ha à, cái em đây cái này mới lắm ha à, xe này thì nội thất mới tinh ha à, thậm chí là anh em nhìn này cái màn hình này còn chưa tháo siêu luôn nha chưa tháo siêu và cái thế hệ 2021 cái màn hình này nó đã có Apple CarPlay và Android Auto rồi nha đó anh em nhìn cần số zin ha à, xe này thì nó dòng giá rẻ cho nên nó cũng chỉ trang bị được hộp số 4 cấp thôi đó nhưng mà nó an toàn cả là nó được tới 6 túi khí nha 6 túi khí à, bằng lòng thì uh, vật liệu và mức độ hoàn thiện sản phẩm của nó thì không thể bằng những dòng đắt tiên nhưng mà theo mình nếu mà đi gia đình thuần tí một gia đình bình dân thì như vậy là đủ rồi ha như vậy là đủ rồi đi tới nơi về tới chốn không đua bơi vượt với ai nha đó xe này thì thôi nội thất cực kỳ mới zin đét đây mình sẽ bước ra cho anh em xem ha đó ghế nỉ nhé ghế nỉ zin trăm ha ghế nỉ ngồi rất là êm đó. nguyên bản nha nguyên bản zin ha anh em nhìn qua một vòng đi thấy chưa đẹp không đây ghế sau nữa nè đó ghế sau con này bảy chỗ nha anh em bảy chỗ nha đó bảy chỗ 5 cộng 2 đó hai ghế sau thì nó hơi chật tí nhưng mà ngồi cũng rất là thoải mái Thấy không? Ừ. Hợp lý chứ? Hợp lý. Hợp lý, rất là bình dân ha. Rất là bình dân, 618 triệu nha. Thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931226669 nha. Đó. À. Rồi. Tết đến xuân về rồi. À bên mình thì còn làm việc tới ngày 29 30 Tết lận. Cho nên là anh em nào à, tiền về muộn hoặc là gom tiền cuối năm cần một cái xe để đi về quê, đưa gia đình đi du xuân thì cứ gọi vào số 0931 226669 nha. Xin chào. Và hẹn gặp lại anh em ở những